Tại sao nhiều bệnh? Bệnh nó có nhiều lý do. Không phải cái gì nó cũng do nghiệp. Không phải cái gì cũng do nghiệp. Có nhiều lý do. Ví dụ như do thời tiết, do hoạt động của các cơ quan nội tạng, do cách ăn uống. Ví dụ như chúng ta ăn uống không có điều độ, không có chừng mực, ăn uống không có đúng đắn nó cũng gây ra bệnh bệnh tật, hoặc ăn uống không có đủ dinh dưỡng, hoặc là bị một cái đối tượng khác tấn công, ví dụ như bị vi khuẩn, virus, hoặc là bị một cái đối tượng như loài người, loài thú hoặc là phi nhân tác động, rồi mới đến do nghiệp. Đó. Có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái vấn đề đó, cái chuyện mà quý vị không muốn như vậy, bản thân nó đã là phiền não. Khi chúng ta có bệnh, chúng ta chữa bệnh. Ai cũng bệnh. Chư Tăng cũng bệnh, Đức Phật cũng bệnh. Ai cũng có bệnh. Nhưng mà cái bệnh của người có tu, nó khác với cái bệnh của người không có tu. Cái bệnh của người có tu thì cái căn bệnh đối với họ không phải là cái chuyện kinh khủng, mà nó là cơ hội để họ tu tập. Bởi vì họ biết rằng nếu như họ không khỏi bệnh, họ sẽ chết. Cho nên họ tập trung vào cái chuyện tu tập. Chữa được bệnh là chuyện tốt. Mà chữa không được bệnh thì họ chỉ đơn giản họ suy nghĩ rằng ta là nô lệ của mi từ vô số kiếp rồi, và bây giờ ta không là nô lệ của mi nữa. Và như thế, vị đó tập trung tu tập. Đấy. Cho nên đối với một người có tu thì dù cho có bệnh thì căn bệnh đó cũng là cái cơ hội, cũng là điều kiện để vị đó tu tập. Và chính bởi vì cái chuyện chúng ta từ chối, cái chuyện chúng ta chấp nhận là chúng ta bị bệnh. Chúng ta không muốn bị bệnh nhưng mà chúng ta vẫn bị bệnh. Chính vì như thế chúng ta đau khổ. Chừng nào chúng ta có thể chấp nhận được chuyện bệnh là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ khác nhau ở chỗ người bệnh nhẹ, người bệnh nặng, người bệnh nhiều, người bệnh ít, khác nhau như vậy thôi. Chấp nhận căn bệnh, điều trị được thì điều trị, điều trị không được thì thôi. Ta đã là nô lệ cho cái cơ thể này từ lâu lắm rồi. Và sẽ lặp lại một lần nữa, cái căn bệnh đối với một người có tu thì đó là cơ hội để cho vị đó tu tập. Còn đối với người không có tu thì căn bệnh là cái lý do khiến họ phiền não, bởi vì họ không muốn bệnh nhưng mà họ vẫn phải bị bệnh. Cho nên cái cách giải quyết sư chỉ nhắc nhở là còn trị được bệnh thì nên đi trị bệnh. Và nên nhớ rằng, nên hiểu, nên nghĩ rằng căn bệnh bản thân đó cũng là một cái lời nhắc nhở để cho chúng ta nỗ lực tu tập. Bởi vì không có ai biết chắc được là chúng ta sẽ chết vào lúc nào. Đấy.